Bà có tin nhắn nè. À. Hiền ơi, anh đã nhắn tin cho em rất nhiều lần mà sao em không trả lời anh? Em đúng là một con người ích kỷ nhỏ mọn. Ghê á, ghê á. Bà này. Ai vậy, ai vậy? Thì có gì đâu, người yêu cũ của tôi thôi, nhưng mà chia tay rồi. Người yêu cũ của bà hả? Ờ, nhưng cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền hoài, bực muốn chết luôn à. Mà tự nhiên sao hai người chia tay vậy? Sao mà không chia tay được? Nghĩ sao đàn ông con trai vậy, suốt ngày cứ lấy tiền tôi đi cờ bạc rượu chè không à? Trời. Đàn ông gì mà ghê quá vậy? Ừ. Tôi tưởng cái lão Phúc nhà tôi đã là ghê lắm rồi, ai ngờ còn có một người ghê rợn hơn như vậy nữa hả? Sao? Hả kìa cô? Giờ mày sao? Hả? Chơi thì chơi. Nè! Mẫn! Mẫn! Nè! Em không được đánh bạn như vậy! Mẫn! Em không được đánh bạn! Mẫn! Nè! Em! Không tới! Không tới kìa! Chạy! 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 Đi ngay! Đi ngay! Đi ngay! Cô sao? Cô tham gia vai trò này nữa hả? Mấy đứa này thiệt tình á. Cô sao không? Em có sao không? Cô té đè lên làm kính em bị nứt rồi nè. Nếu cảm thấy chịu không được thì xin chuyển lớp đi. Thầy Phúc, thật ra cô không đến nỗi là chịu không được. À, các em học sinh rất là ngoan, rất là dễ thương. Chỉ trừ mỗi em Mẫn thôi à thầy. Còn tính nó thô lỗ cọc cằn, nhưng nó không phải là người xấu đâu. Em biết rồi, cho nên em cũng đang cố gắng. Nhưng mà còn chuyện... Thầy, thấy em có đáng thương không thầy? Cô thấy thương hại cô thì đúng hơn. Bởi vậy cho nên cái chuyện nhà đó thầy làm ơn, thầy làm lẻ lẻ giùm em được không? Nếu mà chuyện đó xong xuôi thì... Cô có điện thoại kìa, cô nghe đi. Vậy nha. Dạ. Mẫn, cô có vài chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy cô? Mình ngồi đây nói luôn nha. Ngồi đây luôn hả? Tại sao gần đây em cứ nghỉ học hoài? Em có biết em làm cho cô lo lắm không? Em có chuyện gì vậy Mẫn? Đâu có gì đâu cô. Làm sao mà không có gì được? Cô chắc chắn là phải có cái chuyện gì đó em mới làm như vậy. Cô là cô chủ nhiệm của em, cho nên có việc gì em cứ phải nói với cô, để em phải cởi mở với cô. Em biết không, nếu như mà cô giúp em được thì cô sẽ giúp em. Mình chơi không rõ đi cô. Em chơi cái môn này giỏi lắm. Thôi cô không có biết chơi. Mình phải chơi chung như vậy thì em với cô mới cởi mở nhau được chứ. Vậy hả? Bây giờ... Nhưng mà nó cao quá, làm đây sao này, mà chơi được rồi. Bây giờ cô thử bám tay vô cái rổ đi. Bám tay vậy hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi cô giữ chặt nha. À. Ôi. À. Cô ôm chặt nha, chào cô em đi. À, em làm cái gì vậy mà? Thả cô xuống Mẫn ơi. Thả cô xuống. Mẫn ơi. Thả cô xuống Mẫn ơi. Thả cô xuống. Trời ơi. Thả cô xuống. Nè. Cô làm gì trên đó vậy? Đã nói quay mặt lại mà. Nè, cô sao không? Để tôi cứu cô nha. Cô
Mọi người nhắm mắt lại hết chưa? Tôi cũng xoay. Nhắm mắt lại hết rồi không? Rồi để tôi đỡ cho. Không cần. Chắc chắn là mọi người nhắm mắt lại là được rồi. Nhắm mắt hết rồi. Rồi, được rồi. Vậy cô xuống đây. Cô sao? Cô sao? Thầy Phúc, em không sao. Thầy đi đi thầy. Nhưng cô tính đứng dậy hả? Em không sao. Thầy đi đi. Đi rồi, tôi đi. Quên, nhảy cốc. Mọi người đi hết đi. Em ổn mà. Nhảy. Nhảy tiếp. Nhảy. Nhảy. Cô. Ừ. Minh. Dạ. Em ở chung với Mẫn á. Vậy em có thấy bộ Mẫn ghét cô lắm hả? Rồi cô ơi, thằng Mẫn ai mà nó không ghét. Mà sao tự nhiên cô hỏi gì vậy? Nhưng mà ở nhà hai đứa có hay nói chuyện tâm sự với nhau không em? Tụi em tâm sự hoài à cô. Sao? Dạ. Nó nói nó ghét em. Nó đòi đánh vô mặt em nè. Lâu lâu nó còn chửi vô mặt em nữa. Hai em cũng vui ha. Không có gì vui hết. Vậy thôi, em làm việc tiếp đi. Dạ. Dạ cảm ơn em. Dạ dạ bye cô. Ê, cô ơi. Cô ơi. Cô sao không cô? Cô ơi, mũi cô dính tôi ngớt kìa. Cô không sao? Các em làm việc đi. Cô ổn thật chứ? Ôi. Cô. Phiền phức chết đi được. Nè, tôi với anh đã chia tay hơn một năm nay rồi mà anh cứ suốt ngày lấy số điện thoại này đến số điện thoại khác gọi điện thoại làm phiền tôi hoài vậy hả? Anh không yêu em mày. Anh không phải là gì hả? Ai mà yêu anh nổi? Nghĩ sao cứ lấy tiền của người yêu rồi đi cờ bạc rượu chàng. Tấm hình lúc trước chúng ta còn hẹn hò yêu nhau. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đăng những tấm hình này lên mạng cho bạn bè và gia đình của em thấy. Nè, anh. Alo. Nó đang ở đâu? Em hỏi cô thằng đó đang ở đâu? Cô đâu có biết. Nè, em. Nè. Cái gì vậy? Em làm gì vậy? Đi đâu? Đi theo em mình sẽ biết. Xe gần nhất. Mình có thể kiếm anh hả? Người này đúng không? Thôi mà bình tĩnh đi Mẫn. Đúng rồi đó. Mày điên à? Anh ngon nói lại lần nữa. Mẫn ơi, người ta nhìn kìa Mẫn. Có gì mình từ từ nói chuyện sau nha chú em. Mẫn ơi bình tĩnh đi em. Người ta nhìn kìa Mẫn ơi. Cảnh cáo anh, không được đụng vô cô giáo của tôi một lần nào nữa. Nếu như anh còn tái phạm, cả lớp của tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Mà Mẫn ơi, Mẫn. Nhớ chứ. Mẫn mà, đừng mệt được. Mẫn ơi, đừng có đánh người, Mẫn ơi, đừng có đánh người, Mẫn ơi, Mẫn ơi, đừng có đánh người em. Mẫn có nói với em là đừng đánh người, Mẫn ơi. Em học sinh mà Mẫn. Em đi đi, Mẫn ơi. Mẫn ơi, lên xe Mẫn ơi, chạy đi Mẫn, chạy đi Mẫn. Mẫn, chạy đi Mẫn. Chạy đi Mẫn, người ta tới kìa Mẫn. Chào.